một chiếc Galaxy A5 mỏng nhẹ như thế nào? Galaxy A5 nặng 123g. Nếu tính theo tỷ lệ cân nặng trên kích thước màn hình, thì thậm chí không có chiếc smartphone trên 9 triệu đồng nào hiện nay có thể đánh bại Galaxy A5 khi tỷ lệ của nó là 24.6g/inch, nhẹ nhất trong tất cả smartphone cao cấp. Nhưng đấy chưa có gì là ấn tượng nếu không so sánh với cân nặng của các vật dụng hàng ngày quanh bạn. Galaxy A5 còn nhẹ hơn cả một con dao gấp, một chai nước 500ml đã uống hết một nửa, một hộp ốc vít, 4 gói bánh Chocobai, một chai nước hoa CK, một con chuột và một chiếc ví có 5 triệu tiền mặt. Tuy nhiên, nếu so sánh về độ mỏng với những vật dụng thông thường quanh chúng ta, bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa. Galaxy A5 dày chỉ bằng 6 chiếc thẻ tín dụng gộp lại, một cổng USB, một hộp tông VIP, thậm chí mỏng hơn cả một chiếc bút chì, một chiếc bút bi, 4 chiếc thẻ nhớ SD gộp lại, một gói Nescafe, một con dao bướm, một chiếc tai nghe. Vậy nếu như bạn đang muốn tìm một chiếc smartphone mỏng và nhẹ nhất có thể, thì Galaxy A5 có thể là sự lựa chọn đáng quan tâm đấy.